Xin chào anh em nhé, chào mừng em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện theo một cái gọi là cái yêu cầu nhỏ nhỏ của một cái bạn mà mình cũng không nhớ là bạn gì. Bạn bảo mình là anh ba ơi, anh quay lại làm rìu tre đi, lâu lắm rồi không thấy anh làm rìu tre. Thì ok, ngày hôm nay mình lại còn kiếm được một nghệ nhân trẻ với anh em ạ. Đây, nếu mà anh em đã từng theo dõi kênh YouTube của mình ấy, cách đây 2 năm thì anh em khả năng là sẽ không còn xa lạ gì với cậu nghệ nhân trẻ này. Cậu này để chuyên rìu tre, mà cậu này trước còn có một cái video cậu làm một cái dàn sáo khủng khiếp ấy. Đấy, đây nghệ nhân trẻ ngày hôm nay của anh em đây. Cậu đang vót một điều mình không biết là nó tầm bao nhiêu sen. Con này đến mét không Quân? Được không? Em làm tầm nào hay làm hết? Chắc đến tầm đấy rồi không? Nó dễ lên. Đấy, ngày hôm nay Quân nó sẽ làm cho anh em xem một con diều mini. Con này nó gọi là phiên bản mini. Từ cái cây này nó gọi là kiểu cái cây bầu ấy. Cái cây này thì trước mình mua về mình để mình làm cái nó gọi là cái sáo bẫy chim. Đấy, thế như anh Toàn anh trẻ ra hôm qua hôm kia để anh làm đế sáo rồi. Đấy, thế ngày hôm nay Quân nó ngồi đây nó tiện nó làm cho anh em xem một cái dàn sáo. Ai làm xem con diều, đấy lộn hết rồi. Xem một con diều mini. Con này chắc nó rơi vào khoảng tầm 70-80 cm gì đấy. Tí mình sẽ khâu bóng đen lên trời nhìn cho nó rõ các bạn ạ. Để mà vót được con diều này thì nói chung là rất là đơn giản. Nhiều anh em bảo mình hướng dẫn đi. Thì tiện video ngày hôm nay thì mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Khi mà đã chia được cái điểm giữa của cái nan này rồi ấy. Đấy, khi mà đã chia được cái điểm giữa rồi thì các bạn vạch cho nó một cái. Và nếu mà các bạn cẩn thận hơn nữa thì các bạn lấy thước các bạn đo từ giữa này ra đến đầu này, chia làm 3 hay 4 đoạn gì đấy, vạch nó vào bên còn lại cũng vậy. Thế sau đó thì mình vót ở giữa nó to và nhỏ dần về hai cái bên đầu cánh này. Nó kiểu như cái cần câu ấy anh em. Đấy, anh em tưởng tượng nó kiểu như cái cần câu ấy, ngọn nó bé ấy và gốc nó to, anh em hiểu không? Đấy. Thế sau đó thì lên hình một con diều thì nó sẽ rất là cân các bạn ạ. Đặc biệt vót diều tre này phải yêu cầu là rất là cân, nếu mà nó không cân thì lên nó xảy ra cái hiện tượng lệch các bạn ạ. Đấy, ok anh em, cùng xem thành quả nhé, cùng đón đợi thành quả. Bây giờ Quân nó vót xong, lên hình xong thì mình sẽ cho các bạn xem. Đấy. Đây rồi anh em ạ, quả siêu phẩm đây rồi, quả này lên 100%. Quân thử hớt xem lên không bạn? Ui, à, lên. Hả? Quân đâu anh ba? Đây rồi, lên. Đây là tôi nói với các bạn đây là một cái dáng mà rất là độc quyền các bạn nhá, ăn nhào giữa. Nhào giữa luôn nhá. À hơi lệch tí thôi. Một cái dáng rất là độc quyền của Quân. Đấy, sau bao nhiêu năm làm diều. Diều sáo kết hợp đuôi diều giấy. Ai da. Hơi bị chất luôn. Bây giờ anh em mình sẽ lên đồng test con này nhá. Một con diều. Một con diều phải nói là rất là tinh tế. Đấy. Không tốn quá nhiều tiền mà nói rõ luôn là kiểu là không gánh không ấy, mình nghe đi từ từ nói con này là gần nó nói rõ luôn là không mất kinh tế các bạn ạ, không mất tiền, vẫn có một điều để chơi để thả. Gió đang rất là bé các bạn ạ, gió như thế này thì sẽ không được lên được những cái con diều to, nó chỉ lên được con mini như thế này thôi. Đấy, bây giờ anh em mình quyết định test luôn con này các bạn ạ. Chào em. Đấy, mình sẽ test luôn con này trong cái gió bé như thế này luôn. Không nhá, không phải châm hương. Châm hương có học làm diều từ ai không hay tự làm? Đấy, tự làm luôn, không phải học từ ai anh em. Quá chất chơi người rơi luôn, một con diều. Không cần nuôi rái, không cần nuôi cá gì hết. Làm đồ cái bóng cho nó nặng đấy anh em ạ. Anh em mới học làm diều thì tí nó lên đến nơi mình sẽ chỉ cho cái cách để cho nó dễ lên. Nhưng mà mỗi tội là mình thấy nhiều phụ huynh phản hồi với mình bảo ba ơi, mày làm kiểu gì mà con nhà tao với con nhà chị nó bẻ bao nhiêu cái chổi mua cái nào về nó bẻ hết cái đấy mà nó làm diều nó vẫn không lên. Đây, muốn nó lên thì rất là đơn giản thôi, muốn nó lên thì vót nó yếu phải không Quân? Đấy, vót nó yếu là nó dễ lên. Con này thì nó ra nếu mà như các bạn mà gọi là làm diều chơi ấy thì là không cần đẹp đâu, con này nó không cần đẹp đâu, nó thành hình cái diều là được. Đấy, hai bên cong đều nhau mà nó đã yếu nhá. Khi anh em làm yếu ấy, lại phải làm cho nó cong lên tí. Đấy, cong lên tí là ok. Đấy, đuôi này mình làm mà nó dài quá nó cũng không lên đúng không? À, nó chỉ tầm này thôi, nó tầm vừa vừa cho nó nặng các bạn.
nói là những cái mối thịt con ong rất là đẹp, quá là đẹp anh em ạ. Con này thì chắc chắn 100% là lên, mình thấy hy vọng lên cao lắm. Nào, quân test cho anh em xem, mắt gió nam đúng không? Ấy à, có triển vọng. Lên rồi. Nào, làm gì cần đẹp đâu, ươm ra phải 1 triệu 1 mét, ai không mất tiền vẫn lên bình thường, đỗ luôn nhá anh em, thấy chất chưa, chất chơi người chơi chưa? À, chỉ trắng hơi nánh tí thôi, không vấn đề gì. Anh bảo chỗ này nó vướng, em cuốn lại em ra cái đầu đường kia kìa, thế là mình chạy đến chỗ mát là mình đứng là vừa. Mỗi tội là không đuôi này là nó tụt hơi nhanh anh em ạ. Nice. À thi rồi, các cháu thi rồi. Thiếu Nhi ở chỗ mình đang tập Thiếu Nhi anh em ạ, đang thi Thiếu Nhi. Thằng Minh đấy bậy nhá mình nhá, ở đấy chết đấy cả nhá. Kiểu nước kiểu của mày nó như kiểu acid sulfuric chứ. Mấy ông tin mày thử nếm vào xem, mày cho tay vào mày nếm vào xem. Đây phải từ từ, kia là chỗ cột điện kia kìa. Đấy em lùi lại đây, nó lên là vừa. Một cái điều phải nói là rất là chất anh em ạ. 2 năm làm điều rồi anh em ạ. Cậu làm vẫn một cái dáng như thế này. Đấy, lại đây là nó lên. Con này thì không cần gió to à. Đấy, con này không cần gió to, anh em thấy chưa? Lên áp chưa? Ôi xời, quá trời là tuyệt vời luôn. Con này mà thả lên đảm bảo với các bạn là đỗ đây nhá, dụng không bao giờ mất, ngày kia vẫn còn. Ôi, diều sáo đuôi kết hợp diều giấy, mỗi tội là nó tụt nhanh như lên. Quá là chất chơi người rơi luôn. Đây nhá, theo yêu cầu của anh em là anh Ba ơi, lâu lắm rồi anh không quay diều tre đây, ngày hôm nay mình quay cho các bạn xem diều tre đây. Với lại tiện hướng dẫn các bạn cách vót cho con diều nó lên. Quay nèo hơi đần à, hay nèo nó phải thế này. Cho nèo lên một tí liệu nó có ạt không nhỉ? Để cho nèo lên một tí nhá. Rất là dễ các bạn ạ. Nào. Được. Ấy, ui giời. Đầm rất nhẹ nhàng anh em ạ, mà lại còn dễ lên nữa chứ. Alo à? Alo? Dạ, em là chủ shop. Em là chủ shop diều sáo Ba Sói, không biết là nhà mình chắc là gọi cho em phải không? Đúng rồi ạ. À, rồi rồi. Các con muốn mua diều hả? Mua diều... Em muốn mua diều em cứ nhắn tin qua Zalo cho anh nhé, xong anh để anh check nhé, anh đang quay tí mà. Ôi lên luôn à? Ôi nó lên rồi. Ôi quá tuyệt vời rồi, anh trải nghiệm mất. Ôi mình này nó lên luôn này. Đấy, cho lèo lên tí, lên luôn, đỗ luôn này. Ôi thì bắn dây luôn nhỉ. Bắn dây luôn cho nó đỗ luôn. Trên bầu trời không có một con diều nào, chỉ có con này thôi anh em ạ. Bây giờ mình phải cho nó lên hẳn đã, xong bắt đầu mình mới lùi ra chỗ mình được. Không này nó hơi nắng. Úi, tụt nhanh như lên. Chỉ bằng một cái giật tay thôi anh em ạ. Lên rồi, mỗi tội dây này nặng quá, con này thả dây chỉ thôi. Nắng quá, tụt. Rất là dễ lên anh em ạ. Nào cứ phải carbon. Alo. Alo, anh ở Ba Sói không ạ? Đúng rồi em. Anh phải làm cho em một con diều. Em cần mua diều gì em nhắn tin qua Zalo cho anh nhá. Anh đang đi quay tí. Nhắn tin qua Zalo cho anh, không bảo bố mẹ gọi cho anh nhá. Thì là ấy, thì là anh bán diều cho không cần đặt cọc tiền gì hết nhá. Đấy, khổ lắm anh em ạ. À. Đấy, đi quay diều nhưng mà rất là nhiều anh em gọi đặt hàng quan tâm đuổi như thế thôi. Thế nhưng mà mình phải được gặp bố mẹ mình mới bán hàng các bạn ạ. Chứ mình không có gửi. Rất là dễ lên luôn anh em ạ. Có đi về đây được không em? Đi về đây được không? Tụt à? Ui, rất dễ lên luôn anh em ơi. Nói là không cần gió to, gió rất là bình thường thôi. Thế nhưng mà nó lên được. Vừa cuốn vừa đi về đây được. Nó đang có gió đấy.
Để mà làm được những con diều như này lên, mình bảo với các bạn như này, lấy cái ví dụ như này nhá. Ngoài đồng mình ví dụ được cho các bạn. Đây, các bạn bẻ bốn cái nan chổi ra, ghép nó vào buộc vào. Đây ví dụ là một cái nan đúng không? Đây là một cái nan, đây là một cái nan, nhưng mà hai bên nan nó phải cân bằng nhau. Thế các bạn buộc ở giữa này thôi, nhỏ keo con voi 5.000 đồng thôi, mà không nhỏ cũng được, buộc chắc không cần nhỏ. Đấy, buộc thế là chúng ta đã có một cái khung diều rồi. Đây nó như này này, như này chúng ta đã có một cái khung diều rồi. Đấy, không keo là cái điểm giữa của nó, buộc vào kéo cong nó hai đầu cánh lên là ok mà. Nó chỉ có đơn giản như thế thôi, là thành một con diều để lên rồi. Đây đây, bé tí hơn con này. Nhưng mà nói trước với anh em là mình làm thử một hai lần là không được thì thôi nhá, nhắn tin cho mình bảo bố mẹ gọi cho mình. Mình bán cho con diều mà chơi. Chứ làm mãi nó không lên là tốn chổi lắm. Cũng bằng tiền mua diều thôi. Bằng tiền mua diều rồi. Đây, nói là một con diều nó rất là dễ lên. Và không tốn quá nhiều thời gian. Quân làm con này trong vòng tiếng không? Không đến tiếng đồng hồ đúng không? Làm một con diều trong vòng không đến tiếng đồng hồ. Đây là bạn Quân, anh em ạ. Bạn này là em trai ruột của anh nghiện nhân Toàn. Cậu này cậu hay làm diều, còn anh làm sáo. Hai anh em vừa làm sáo làm diều, tuyệt vời. Rất là dễ lên luôn, hơi nắng nhỉ. Khả năng là kéo đi em ạ. Kéo cuốn thôi, vừa kéo vừa cuốn đi về thôi. Đấy, đấy anh em ạ. Diều gì không nói chứ diều tre đối với mình thì mình nhiều nguyên nhân trẻ lắm. Với lại ở nhà mình dạo này phương cây nó cũng ở lại với mình rồi. Nó quay lại với mình rồi sau cái thời gian đi lính. Thế cho nên là rất là nhiều anh em làm diều tre. Nhưng mà mỗi tội là bây giờ nhà mình bán diều toàn là carbon thôi, cho nên mình không bán diều tre. Đấy, mình không bán diều tre. Ờ, để anh kéo nhé. Đấy, kéo. Con này kéo thật tay đơn giản mà anh em. Kéo thật tay đơn giản thôi. Đấy. Rất là nhẹ nhàng. Con này thì các bạn không cần mua những cái cuộn chỉ như này. Các bạn chỉ cần cái quần chỉ khâu quần áo là đã thả được con diều này rồi, tại vì nó nhẹ lắm. Khung nó yếu mà, đây đỉnh đầu luôn này. Rất cân luôn. Bà, những cái con diều nó bé bé như thế này thì thường nó dễ cân lắm, làm nó cũng dễ cân lắm. Bẻ cái chổi ra là làm nó đã vừa rồi. Nó đã cân rồi. Cơ bản là anh em buộc được nó cân thì nó sẽ cân. Mình kéo về tận tay cho các bạn xem. Em này, kệ bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, này em kéo về tận tay để quay. Tận tay luôn anh em ạ. Cái này là cái điều quá là bình thường luôn. Nice. Quá wow, nhẹ nhàng. Bạn nào nhỏ nhỏ mà gần nhà mình mà ấy nhá, rứt cho đoạn chỉ vứt đi. Bạn nào nhỏ nhỏ mà gần nhà mình mà thích cái con diều này ấy, thì khoa nhà mình nhá. Có mất tiền không mất gì cả. Đấy, qua lấy về chơi thả nghịch nghịch thôi. Tại vì mỗi lần mình quay xong như thế này mình cũng bỏ. Không làm gì bằng mấy con diều bé bé như thế này. Đấy, ok anh em. Thì đấy nhá anh em nhá. Anh Ba ơi, anh quay diều tre đi. Ok, diều tre của các bạn đây nhá. Anh em nào cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like, một là đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhá anh em nhá. Đấy. Con này dễ lên thật. Nếu mà thả chỉ nhỏ nhỏ là thả cho nó đỗ rồi đấy. Nhưng mà tí nữa nó mới báo, còn bây giờ nó chưa báo. Chỗ mình bão anh em ạ. Đâu? Yeah. Anh em thấy chỗ mình bão ghê không? Nghiêng ngọn cỏ voi. Sợ. Quá sợ luôn. Về thành phố. Đen rồi. Ok, bye bye anh em nhé.